Đấm trước, đấm thẳng, chân bước vào hai phần vai, xuống tay thủ. Chuẩn bị, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đấm múc, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Vòng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Và một, hai, đập mạnh vào, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Thôi, chân tay mình chân lên đây. Hai con đứng, đứng trên trái bước lên. Nào, hai con là đối thủ của nhau, bộ tập chiến đấu. Mình chân tay đứng lên đây. Lên một tí nữa. Chân trái bước lên. Hai tay thủ. Xong chân trái bước lên. Cái nhá, cần một chút. Đây, con đi này. Ví dụ như bố tấn công chị Thiết Tân nhá. Thiết Tân nhìn này. Không, thứ nhất là đấm gì? Đấm thẳng này. Xong đấm gì? Múc và đấm vòng gì? Đấy, nhớ chưa? Đấm này. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cái tập đi. Như thế. Đấy, ví dụ bây giờ bố đấm thẳng đi lấy cái đòn đấm đúng không? Đấy, đấm quyền anh người ta cũng đấm thế nhá. Chúng ta chỉ đấm này thôi. 1 này. Và hơi co tay lại này. 2, 3, 3. Thế nhá. Đấy, như thế. Hãy con thử đấm. Không. Đấm ví dụ thôi. Không phải đấm phải thả thịt nào. Bước lên. Đấm. Bước, không. Bước chân trái lên. Nào. Đấm. 1. Tay để đấm. Đấm dưới. Con lên lại. Con lên lại. Đấm. Rồi. Tiếp ta lại thử. Không. Chân tay kia. Con chân trái. Chân trước. Bước trên. Nào. Mình ta lui lại một tí. Nào. 1. Hai, múc lên, ba. Rồi, nào, em Minh Trân, cứ thế tập đi. Không với. Con nhìn này. Một. Được chưa? Hai, ba. Đấy, tập với nhau đi. Không, mình sai rồi. Chân trái. Một. Hai. Ba. Đừng với tay, đấm nhẹ thôi. Con, bộ con nhìn bố này. Đây nhá, này. Một được chưa? Hai và ba đấy. Tập tốt. Nào, tập đi. Thủ, thủ, thủ. Đầu mình nhất tân đấm chứ. Một, hai, ba. Rồi, đấy. Lại đến mình tân. Một, hai, ba. Không với người này mà đấm còn phải con với nó yếu chứ. Này, như này. Một này. Được chưa? Nhìn bố này. Nhìn nhá. Như này. Một được chưa? Như này. Nhìn nhá. Một, hai và ba đấy. Nhìn bố vào tập đi, thử đi. Đừng với người, con phải giữ này, đừng đừng với này, được chưa? Đập đập, bước chân lên, bước chân lên, đừng với người. Không, tay này, hai tay. Còn nhất chân đập, tập đi. Đúng rồi, cầm tay này, được rồi. Còn vả nhá, con nhìn bố này. Vả này, biết chưa? Vả. Ví dụ nha, bốn đấm này. Một này, hai này, ba này, vả. Đây nhá, này, đấm này. Đấm cái được chưa? Xoay người gì? Đấy nhá. Hai bốn đấm tay trái, tay trái, tay trái con dễ nhìn nhá, đấm phải này. Một này, nhỉ? Đấy nhá. Nào thử. Con bước cho nên phải xoay người một chút. Nào. Bây giờ tay nó tay trái. Không, phải xoay người một tí. Đây, con nhìn nhá. Để bố nó này. Một này, được chưa?
người hơi xoay. Người ta tới chị đâu, cứ bạn đây được rồi nào, rồi tay nắm lại, đúng rồi đấy, nhưng đừng để vặn người thế, con phải bước chân lên một chút chứ. Này nhìn này, nhìn bố nhá, nhìn bố đánh này, ví dụ này được rồi, để vặn người đi đấy nào, tập lại mà gì đã mày này, đừng đừng vào tập đi. Nhưng bây giờ dạy nhá, muốn dạy này lại đập, tập lại như vừa rồi nhá, nước ta đấm thẳng, đấm đấm từ từ, đấm cái này, một này múc là vòng cầu, đấm đi, đấm thẳng này này, không có đấm 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 vào gỗ, đấm chạm chạm thôi, đấm đi, một này gạt ra này, đấm này gạt, này gạt gạt chéo nhá, hiểu chưa? Có nghĩa là đối phương đấm tay phải thì mình cũng đỡ tay gì, tay phải nào, đấm lại, một này múc, hai này ba, hiểu chưa? Cứ gạt 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 nào, hai con tập với nhau xem nào, phải đấm đến nơi thì mới gạt được, từ xa không gạt được là đấm từ từ thôi nhá, đấy gạt gạt ra đấy, được rồi, lại mình sẽ lại tập lại cho chị, lại gạt từ từ, đấm từ từ thôi, và đấm vào mặt nhau đấy, đấm đi, đấm thế này, đấm này chưa, được rồi, con chặt sai chứ, từng gạt sai, đấm lại Minh Tân, gạt tay kia, con em đấm tay này, con gạt tay này, đấm để phải lìa tay, để lìa được rồi, đấm thế nhá, là đấm thế, là con bước lên đấm bố, không đấm vả, bước đấm vả này, đấy nhá, đập thôi được rồi, thôi ví dụ thế, bây giờ chuyển sang đấm trỏ nào, nuốt lại trỏ. Chó. Chó đập. Một. Đập này. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Một chó đập. Hai chó pháo. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. 6, 7, 8, 9, 10, 3 chỗ lật, áo, rút cái áo ra cho nữa, ôi, mồ hôi ra nhiều quá. Chỗ lật, nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thứ 3, trò xuyên tâm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 5, trò cắm, 1, 2, 3, chưa, để trò phóng, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thứ 6, trò xước, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thứ 7, trò đội, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thôi. Bố lấy ví dụ con này. Đây ví dụ cho bố lấy chỗ cắm nhá. Đây một người giữ cho bố. Con giữ này cho bố. Bố đánh lên đây. Cái chỗ phóng ấy trông rất đơn giản, nhưng nếu mình tập tốt trông đánh rất là khó, nhưng mình tập tốt rất khỏe, con nhìn nhá, con giữ này, tay xỏ tay xuống,
này. Đấy, chưa? Nhìn bố nhá. Tại sao mày giữ cái quả đấy quá? Đây, con giữ này cho bố. Sao? Đây, 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 đây. Nhìn nhá. Với nhau. Nào, con cho con tập vào đây. Con đập tay bố nào. Nào. Nhất Tân, đập. Đập đi. Đập mạnh vào. Đây, nào. Đập. Đập bên kia, đập chéo. Rồi. 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 Rồi, hai chị em cứ tập với nhau như thế nhá. Người tập người đỡ, người tập người đỡ. Một đứa chéo tay đây. Này nhất Tân tập. Tập bên cho bố đỡ cho chắc quát ra. Nào, rồi đấy cho kia. Rồi. 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 Tập Minh Tân. Ra tập với chị. Cái trường đúng không? Thôi, chiều các con cứ đi tập nhá, con giờ đi học rồi. Các con về ăn cơm chuẩn bị đi học.